Một phút đầu tiên chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau và cùng xem 10 động tác trong bài tập ngày hôm nay của mình nhé. Trên thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Sau khi một tay nó giãn thẳng ra như này nha. Chưa. Xếp bụng lại. Đầu cứng người lại thì chúng ta sẽ này. Được nhanh hơn. Lấy lực ở chân. Đá mạnh lên. Bây chúng ta làm. Lên gối. Xong mười thái. Five, four, three, two, one.
5 4 3 2 1 tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 ngả chân lên như này nha. Đấy. Nhanh nhanh lên chị ạ. À? Tôi thật chỉ là tóc của nó hơi nhẹ. Lên đây. Thế nha. Đẩy mông lên. Xuống. 1 2 1 2 1 2 1 2 đẩy mông. Xuống. 1 2 mông lên. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4
tay. Bụng luôn cứng gồng cứng lại nha. Chống đẩy. Lên. Xuống. Chống đẩy. Chống đẩy. Lên. Chống đẩy. Khuỷu tay. Chống đẩy. Khuỷu tay. Chống đẩy cái cuối. Khuỷu tay. Giữ. Rồi. Lên. Giữ ở đây 5 giây. 4 3 2 1 rồi. Xuống. Lên. 10 3 7 6 Hấp chặt mông nha. 5 4 3 2 1 rồi. Từ từ này. Một chân phải chúng ta cho vào người giữa. Chân trái chúng ta dơ lên. Tiếp. 3 1 5 Để chân xuống này. Lên. 1 5, 4, 3, 2, 1. Nguyên tay đúng không? Cố lên, cố lên, cố lên. Tiếp à. Dòng cứng người lại, giơ tay lên. Mắt nhìn thẳng. Cố lên. 3, 2, 1, đổi tay. Siết chặt eo lại nha. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 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
Động tác cuối cùng rồi.5 giây nữa. 4, 3, 2, 1. Thật ra khoảng 45 giây để hiểu như sao đó chúng ta sẽ làm vào đây. Thế này à, chúng ta cùng chiến đấu với nhau đi chút từ kinh thứ 5 nha. Ok. Mọi người uống nước đi. Uống nước thì mọi người uống một ngụm nhỏ nhé, để chúng ta hồi sức lại, để nhịp tim của chúng ta cân bằng lại, và chúng ta sẽ vào tư thế để đẩy mồ hôi và tắm bụng. Mọi người nhớ không được bỏ qua bài blank ở đâu. Bài này chính là bài quyết định. Và tư thế blank cao là chân chuẩn bị nào, bắt đầu. Rồi giữ ở đây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi tiếp chúng ta xuống nào. Rồi giữ ở đây. Có nhìn thấy tay, bàn tay của mình, những cái lỗ chân lông ở tay chúng ta có mồ hôi xuống chưa? Tay mình đang đỏ đỏ, nhìn mồ hôi chảy thích. Rồi giữ này. Tiếp, gồng cứng tiếp cặp người lại nha. Nào, gồng cứng người, tiếp bụng lại, thăng bằng người, phần thẳng phần người nè. Giữ, tập trung vào toàn bộ cơ thể, tay này, vai này, lưng này, bụng này, đùi này. Giữ tiếp. Nào, thở đều, hít thở bằng miệng để chúng ta lấy được hơi nhiều hơn. Rồi giữ nha. Tiếp nào, giữ đường gục. Nếu như gục xuống cái chúng ta phải lên luôn nha. Rồi cứ gục cái là không được làm đâu. Chúng ta vẫn đang tập cùng nhau, vậy nên là các chị em không theo kịp thì mình gục xuống cái, cố gắng lên luôn. Tiếp, giữ tiếp nào. Được 1 phút rưỡi rồi, chúng ta còn 1 phút nữa, cố gắng nha. Rồi tiếp. Rồi rồi, mồ hôi mọi người có thấy mồ hôi của mình đỏ từng giọt xuống dưới thảm không? Cái chỗ để tay của mình hơi trơn nên là mình cố bám chắc với cái thảm. Rồi giữ tiếp. Cái bình mồ hôi trơn, giữ tiếp. Rồi đúng rồi, trời ơi, cái tay, cái vai, cái bụng, người đang rung dần lên rồi. Bụng, đùi, lưng, tay, vai, toàn bộ cơ thể là của các chị em, nên là chúng ta tập trung vào cơ thể của mình. Nó giữ lên cùng nhau 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6,
mình sẽ không đếm không qua nữa, mình sẽ đếm hoài là 5. Nghĩ ra bao giờ đến không chúng ta mới được xuống. 4, 1, 3, 2, 1. Rồi, các chị em vẫn tiếp tục cố gắng hơn một chút nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau khoe thành tích bờ lanh của chúng ta ngày hôm nay lên trên.